Theo tin của trang mạng The Hill, Ủy ban Nội an Hạ viện ngày hôm qua đã chấp thuận một dự luật về an ninh biên giới. Theo đó sẽ gồm có khoản tiền 10 tỷ đô la để xây tường dọc theo biên giới với Mexico. Dự luật mang tên là An ninh biên giới cho nước Mỹ, do Chủ tịch Ủy ban Dân biểu Michael McCaul Cộng hòa Texas đưa ra, được thông qua với 18 thiếu thuận và 12 phiếu chống. Toàn thể phía Cộng hòa đồng ý, trong khi tất cả phía Dân chủ phản đối. Dự luật này được đưa ra trước khoảng Hạ viện để tranh luận, gồm cả việc có nên đưa ra nhiều điều khoản bảo vệ những người ở trong chương trình DACA trước đây hay không. Theo dự luật của ông Michael, quan thuế và biên phòng sẽ có thêm khoảng 10.000 nhân viên. Phía Dân chủ chỉ trích dự luật này là một màn trình diễn chính trị nhằm làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng đưa việc xây tường là một trong những mục tiêu hàng đầu trong thời gian tranh cử.